Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa nha các bạn. Đang gồm chữa lứa 3 nè các bạn. Chữa 3B 5 tháng. Đã, hùng dạo đồ kia là nghiêm chỉnh nha các bạn, không lan không giá nha, gu bật nha các bạn. Bò này mình quay vậy thôi chứ cái hùng lớn lắm các bạn. Yếm nè, rúng nè, bốn vú đều dăng các bạn, chân móng sò hoàn thiện. Giá 35 triệu các bạn. Chữa 3B 5 tháng, cao 1m3 bò, cứng. Rúng nè các bạn không? Bầu dợm bầu nè các bạn. Chân nè. Chân móng sò hoàn thiện các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, xe lưng nè. Xe lưng, xe mặt nghiêm chỉnh các bạn. Xe mặt, xe lưng, xe mặt đồ nghiêm chỉnh. Giá 35 triệu, con này cao 1m3 bò nha các bạn. Qua sao quay các bạn, qua đen khui, cậy đuôi bự hết thuốc các bạn. Chữa 3B 5 tháng. Yếm dày lúc lắc luôn, đòn dốc có các bạn, cái hùng lớn lắm các bạn ơi. Bò này nhìn ngoài cái hùng lớn lắm. Màu đỏ nha các bạn, màu đỏ mặt nha. Yếm dày cui à các bạn. Gu bật yếm dày cui à. Đuôi dài phết đất luôn các bạn thấy không? Chân móng là hoàn thiện nè các bạn. Giá 35 triệu. Chữa 3B 5 tháng các bạn. Đang ôm chữa lứa 3 nha. Còn con này con bò kem nè các bạn. Bò kem này cao 1m15 bò nè các bạn, 15-16 bò nè. Sẽ đúng luôn. Con này thì chủ báo giá là 14 triệu đó nha các bạn. Chạy đuôi bự hết thuốc luôn các bạn. Cái kem này chủ báo giá là 14 triệu nè các bạn. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình video nha các bạn. Các bạn không, bò này giá 14 triệu nè các bạn, cao mấy 15 bò. Cái kem nha các bạn, có ai có nhu cầu mà sử dụng cái kem làm giống thì cứ liên hệ các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dày sọc luôn các bạn. Giá 14 triệu, bò cao mấy 15 bò, kem cái nha các bạn. Và không, cậy đuôi hết thuốc các bạn. Đòn dày sọc các bạn, cái kem này đòn dày sọc à. Giá 14 triệu nha các bạn. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò bên dưới màn hình video các bạn. Yếm rúng đồ là nghiêm chỉnh, đòn dày sọc luôn, chân móng hoàn thiện nha các bạn. Chân móng hoàn thiện giá 35 triệu các bạn. Cái xin ở ngoài cái khủng lớn lắm các bạn ơi. Đó ao à, không lan không giá nha các bạn. Rúng nè, yếm dày cui. Xe mặt xe lưng là nghiêm chỉnh nha các bạn. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Chữa 3B 5 tháng, bò này cao 1m3 cứng luôn các bạn. 1m3 cứng luôn, giá 35 triệu nha các bạn. 35 triệu, đuôi dài phết đất luôn các bạn thấy không? Giá 35 triệu. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp chú bò nha các bạn. Cày đuôi các bạn thấy không? Cày đuôi bự hết thuốc không các bạn? Con này thì đòn dốc khỏi chê các bạn, đòn dày sọc yếm dày cui à. Cui bật lúc lắc luôn. Chữa 5 tháng 3B các bạn. Bao 3B nha các bạn. Chủ nhà bao 3B. Và bây giờ mình xin quay cận cảnh con cái xin chữa với con kem lại một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn các bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment dưới màn hình video các bạn. Và mình được xin được báo giá lại là con cái xin với các bạn là ung vú đều đòn dày sọc. Chủ báo giá là 35 triệu nha các bạn. Còn con cái kem cao mấy 15 bò, chủ báo giá là 14 triệu nha các bạn. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video.